Xin kính chào quý anh chị các bạn, chào mừng quý anh chị các bạn quay trở lại với kênh của em Hương. Hôm nay em Hương lại giới thiệu cho anh chị với 4 mẫu đồng hồ nhé anh chị nhé. Anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm nào thì cứ inbox trực tiếp qua Zalo bên em là 0868684699 anh chị nhé. Mẫu đầu tiên mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong series này là một mẫu đồng hồ Benny đến từ Đức. Mẫu này thì bên em cũng đã giới thiệu trên kênh của em rồi. Và đây là sản phẩm mặt đồng hồ là mặt màu xanh có chảy tia sun pearl. Kim cọc dược của sản phẩm thì đều được mạ PVD màu vàng hồng nhé anh chị nhé. Ngay tại vị trí 9 giờ thì anh chị thấy là cũng có ô cửa sổ open hood, và tại vị trí này sẽ có chữ B ở ngay giữa máy của sản phẩm luôn. Có thêm một sắp đây ở 24 giờ nữa, cũng có chữ Made in Japan tại vị trí từ 5 giờ đến 7 giờ anh chị ạ. Khi mà cọc giờ của sản phẩm thì cũng đều có dạ quang. Tại vị trí 12 giờ cũng có logo này, chữ Benny Automatic và kính sapphire. Và sản phẩm này được thiết kế theo khuôn mặt của nhân vật Joker, một nhân vật rất là nổi tiếng ở trong điện ảnh nhé anh chị nhé. Sát viên ở đây thì sẽ là vạch chia phút chia giây và chia giờ của đồng hồ anh chị ạ. Về bên trên được thiết kế rất là đẹp này, về bên cạnh thì được thiết kế phay xước. Dây của đồng hồ thì anh chị thấy được thiết kế với 7 đường chỉ và có 3 đường chỉ sẽ được mạ màu vàng hồng nhé anh chị nhé. Và xen lẫn đấy là chỉ màu trắng được phay xước luôn. Mắt của đồng hồ được thiết kế cũng rất là nhỏ và mắt của đồng hồ đều là thép đúc nguyên khối luôn anh chị ạ. Đây là khóa này, cũng có logo chữ B gắn ở trên khóa luôn nhé. Và đây là khóa bướm. Đáy sau của đồng hồ đối với dòng đồng hồ Benny thì anh chị thấy là chống nước của sản phẩm là 50 mét nước và phiên bản kính sapphire made in Germany, stainless steel là thân viền vỏ dây là thép không gỉ 316N nhé, và kèm theo là khắc tên dòng là BL1831 nhé anh chị nhé. Và bánh đà của sản phẩm thì anh chị thấy là bánh đà được mạ màu vàng. Với những dòng đồng hồ đáy hở kính thì anh chị có thể dễ dàng quan sát được các cái chi tiết bên trong máy của đồng hồ. Kèm theo bên dưới này sẽ có tem của Bộ Công an đấy anh chị nhé. Đây là mặt sau của dây. Dây của đồng hồ thì anh chị thấy đang được bọc seal rất là chắc chắn rồi. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size mặt ở đây là 41mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 12,5mm nhé anh chị nhé. Em sẽ lên chu vi cổ tay 16 để cho anh chị tham khảo luôn. Với sản phẩm này thì em thấy sẽ phù hợp với những em nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở nên. Khi anh chị lên chu vi cổ tay 16 thì nó rất là khỏe luôn. Và sản phẩm này thì cũng rất là trẻ trung, với màu sắc là màu xanh. Các chi tiết thì được điểm là mạ màu vàng hồng, rất là nổi bật nhé anh chị nhé. Một mẫu đồng hồ automatic đến từ Đức. Bộ máy của sản phẩm thì vẫn là máy của Seiko nhé anh chị nhé. Là máy của Nhật anh chị ạ. Và hiện tại thì em đang để sản phẩm với mức giá là 4,2 triệu nhé anh chị nhé. Với mã của sản phẩm ở đây là BN1831-25MTNI-R nhé anh chị nhé. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm này thì cứ inbox sớm giúp em cho một mẫu đồng hồ Benny tự động dùng máy của Nhật. Size mặt của đồng hồ thì size mặt vừa phải. Kính của đồng hồ thì anh chị thấy ưu điểm là kính sapphire, thì anh chị không phải lo về độ chống sức của đồng hồ nữa. Và tiếp theo em muốn giới thiệu cho anh chị một mẫu đồng hồ mặt màu xanh nữa, là mẫu đồng hồ Seiko Reset. Và sản phẩm này thì hiện tại thì em đang để mức giá là 6,6 triệu nhé anh chị nhé. Và đặc biệt là với sản phẩm này là phiên bản Made in Japan luôn, phiên bản được lắp ráp trực tiếp tại Nhật luôn anh chị ạ. Mặt đồng hồ thì anh chị thấy được thiết kế là sần, rất là bụi bặm, cũng có chữ Seiko gắn tại vị trí 12 giờ này. Preset Automatic tại vị trí 6 giờ. Bên dưới có hiển thị một ô cửa sổ nịch ngày. Đây là phiên bản Made in Japan nhé anh chị nhé. Tại vị trí từ 6 giờ đến 7 giờ. Có in chữ Made in Japan rất là nhỏ ở đây anh chị ạ. Cọc giờ của sản phẩm đây anh chị là cọc giờ màu trắng nhé anh chị nhé. Hát viền ở đây sẽ là vạch chia giờ, chia phút và chia giây của đồng hồ nhé anh chị nhé. Viền bên trên là viền mạ bóng, viền bên cạnh cũng là viền mạ bóng luôn. Núm chỉnh tại vị trí 3 giờ. Và núm chỉnh thì cũng có logo của dòng Preset anh chị ạ. Đây là dây của đồng hồ được thiết kế với 5 đường chỉ này. Có hai đường chỉ là mạ bóng ở đây anh chị ạ. Và với những dòng sản phẩm Preset thì dây của đồng hồ được thiết kế rất là đẹp và rất là ôm tay luôn. Đây là khóa bướm nhé anh chị nhé. Chiếu luôn đáy sau của dòng đồng hồ này để cho anh chị tham khảo luôn. Đáy sau của đồng hồ thì anh chị thấy là đáy hở kính này, cũng có những cái thông số liên quan như là máy 4R3502S0 là mã vỏ của sản phẩm nhé anh chị nhé. Phiên bản Made in Japan. Hãng đồng hồ là Seiko, water resistant là chống nước của sản phẩm là 30 mét nước. Và kính của sản phẩm là phiên bản kính sapphire, thân viền vỏ dây là thép không gỉ 316N này. Khi anh chị nhìn sâu vào trong bánh đà thì anh chị sẽ thấy là máy 4R35B, 23 chấn kính và máy của Nhật. Với những dòng sản phẩm Preset thì anh chị thấy là rất là nhiều sản phẩm đều là phiên bản kính sapphire anh chị nhé. Và những cái phiên bản kính sapphire thì anh chị thấy là độ chống xước của đồng hồ sẽ được đảm bảo anh chị ạ. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size ở đây là 41,4mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 12,7mm nhé anh chị nhé. Em sẽ lên chu vi cổ tay 16 để anh chị tham khảo. Với sản phẩm này cũng sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở nên anh chị nhé. Sản phẩm này thì anh chị thấy là càng của sản phẩm được thiết kế khá là gọn gàng. Dây của đồng hồ thì cũng được thiết kế với kiểu dáng là mắt nhỏ và dây sẽ nhỏ về phần khóa. Cho nên là khi anh chị lên tay thì nó sẽ rất là ôm tay và cũng rất là dễ đeo nhé anh chị nhé.
Mã của sản phẩm ở đây là SRPD41J1 nha anh chị nhé. Và đây là Caribe là máy 4R35. Với bộ máy 4R35 thì có đầy đủ chức năng lên cót tự động, chức năng cót tay và chức năng dừng kim dây khi chỉnh giờ với anh chị nhé. Tần số dao động vẫn là 21.600 nhịp một giờ nhé. Và những cái dòng sản phẩm preset thì em thấy máy của đồng hồ thì cũng rất là tốt rồi anh chị ạ. Tiếp theo em muốn giới thiệu cho anh chị là một mẫu đồng hồ Seiko 5. Và sản phẩm này thì là chỉ có chức năng lên cót tự động, không có chức năng cót tay hay dừng kim dây khi chỉnh giờ anh chị ạ. Mặt khá là nhỏ này và có rất là nhiều những chi tiết ở trên mặt của đồng hồ. Nằm bên trong ở đây thì anh chị thấy là có chữ Seiko 5 tại vị trí 12 giờ, chữ Automatic và 21 Jewel. Kim và cọc giờ của sản phẩm thì cũng đều có dạ quang nhé anh chị nhé. Lịch ngày và lịch thứ tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 4 giờ nhé anh chị nhé. Phía bên trên, phía bên cạnh thì được thiết kế là mạ titan nhé anh chị nhé. Một sản phẩm được thiết kế rất là bụi bặm luôn. Dây của đồng hồ thì được thiết kế là thép ghép nhé anh chị nhé. Và đều được mạ titan hết. Một sản phẩm Seiko 5 quân đội rất là nổi tiếng. Đây là dây bên này nhé anh chị nhé. Đây là khóa của đồng hồ thì cũng dập chữ Seiko 5 ở đây. Đáy sau của đồng hồ đối với dòng sản phẩm này thì là đáy hở kính này. Anh chị có thể nhìn thấy cái bánh đà bên trong ở đây là 21 Jewel Seiko Time Corp. Đây là viết tắt của chữ Seiko Time Corporation, tập đoàn Seiko. Và máy 7S26C chống nước của đây là Water Resistant, 30 mét nước nhé chị nhé. Và cũng có chữ Seiko luôn, thân viền vỏ dây là thép bông gỉ 316N. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Dòng sản phẩm này thì sẽ phù hợp với anh em nào có chu vi cổ tay tầm trung và nhỏ nhé. Size 37,2mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 12mm nhé chị nhé. Em nên chu vi cổ tay 16 để cho anh chị tham khảo luôn. Nó sẽ phù hợp với anh em nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 16 trở xuống anh chị ạ. Những anh nam nào có chu vi cổ tay to hơn thì mình có thể chuyển ra các phiên bản khác nhé. Và với dòng Seiko 5 quân đội thì nó sẽ có một phiên bản nữa là phiên bản size mặt 42mm. Với phiên bản 42mm của dây kim loại thì nó sẽ không được mạ titan ở viền và dây của đồng hồ anh chị ạ. Tất cả đều được mạ bóng nhé chị nhé. Và hiện tại thì em đang để sản phẩm này với mức giá là 2 triệu. Với mã của sản phẩm ở đây là SNK809K1 nhé anh chị nhé. Trên mặt đồng hồ thì anh chị thấy là máy 7S26 này, Water Resist là 33. Và kính của sản phẩm là kính Hanlex, là một kiểu kính độc quyền của Seiko. Đây cũng là một phiên bản kiểu kính khoáng nhé anh chị nhé. Nó sẽ không chống sức hoàn toàn. Mẫu cuối cùng mà em muốn giới thiệu cho anh chị trong series này là một mẫu đồng hồ Orient Day 2 mới về thêm bên em nhé anh chị nhé. Và sản phẩm này thì hiện tại em đang để với mức giá là 3,3 triệu anh chị ạ. Mặt đồng hồ là mặt màu cam, được thiết kế rất là mới lạ và trẻ trung. Với mã của sản phẩm ở đây là FAA02006M9 nhé anh chị nhé. Trên mặt đồng hồ thì anh chị thấy được thiết kế rất là đẹp này. Cọc giờ của sản phẩm là dạ quang, cũng có logo chữ Orient Automatic tại vị trí 12 giờ, reset 200m tại vị trí 6 giờ này, có đầy đủ lịch ngày và lịch thứ tại vị trí 3 giờ, núm chỉnh tại vị trí 3 giờ. Đây là dòng đồng hồ thuận nặng nên núm của đồng hồ sẽ được bảo vệ rất là cẩn thận, và kèm theo đó là núm là sẽ núm quặn cổ chai, thì anh chị phải vặn núm chỉnh ra thì anh chị mới có thể chỉnh giờ được. Viền bên trên là viền mạ màu đen này. Ở đây là viền menzo và viền menzo có thể xoay được theo một chiều nha anh chị nhá. Em sẽ xoay luôn để cho anh chị tham khảo luôn. Về bên cạnh thì được mạ bóng nhé anh chị nhé. Dây của đồng hồ thì được thiết kế là phay xước. Bên cạnh đấy thì anh chị thấy sẽ có hai đường chỉ bóng ở đây để tạo điểm nhấn cho dây của đồng hồ nhé anh chị nhé. Mắt của đồng hồ thì vẫn là thép đúc nguyên khối anh chị ạ. Đây là khóa này, cũng có logo của Orient, chữ Orient ở trên khóa luôn nhé anh chị nhé. Đối với dòng đồng hồ thuần nặng thì khóa của đồng hồ thì rất là chắc chắn rồi. Đáy sau của đồng hồ là đáy kín anh chị ạ, cũng khác những thông số liên quan đến sản phẩm như là máy Epson là bộ máy của Nhật. Thân viền vỏ dây là thép không gỉ này. Vẫn là bộ máy Epson nhé anh chị nhé. Và Movement Japan là máy của Nhật này. Chống nước của sản phẩm là 200 mét nước. Và có biểu tượng rất là quen thuộc của dòng đồng hồ thợ nạn ở đây. Và kèm theo số series của sản phẩm nhé anh chị nhé. Đây là mặt sau của dây này. Anh chị thấy là mặt sau cũng được thiết kế rất là chắc chắn luôn. Để đảm bảo trong quá trình sử dụng thì anh chị thấy là đồng hồ luôn luôn được bảo vệ một cách tốt nhất nhé anh chị nhé. Em sẽ đo luôn size mặt để cho anh chị tham khảo luôn. Size mặt đồng hồ đây là 41,3mm. Bề dày của sản phẩm ở đây là 13,2mm nhé anh chị nhé. Em sẽ nên chu vi cổ tay 16 để cho anh chị tham khảo luôn. Với sản phẩm này thì sẽ phù hợp với những anh nam nào có chu vi cổ tay tầm khoảng từ 15,5 trở nên. Những cái dòng sản phẩm thể thao như thế này, anh chị đeo to một chút thì cũng sẽ rất là đẹp nhé anh chị nhé. Mẫu đồng hồ Orient mặt màu cam rất là nổi bật, rất là mới lạ luôn. Và đối với phiên bản này thì anh chị chú ý là kính của sản phẩm vẫn là phiên bản kính khoáng nhé. Nên trong trường hợp anh chị đeo thì đồng hồ vẫn có thể sẽ bị xước. Nên anh chị hạn chế va chạm được thì là tốt nhất nhé anh chị nhé. Em vừa giới thiệu qua cho anh chị với 4 mẫu đồng hồ đến từ Nhật nhé anh chị nhé. Thì anh chị nào có nhu cầu đặt sản phẩm nào thì cứ inbox sớm giúp em nhé. Em xin cảm ơn anh chị rất là nhiều và hẹn gặp anh chị ở trong những video tiếp theo. Em xin chào và hẹn gặp lại.